Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ team học văn chị Yên đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng chị đi tìm hiểu về tiểu sử, về những bài thơ hay của nhà thơ Chí Lan Viên nhé. Chí Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1920, quê tại làng An Xuân, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Song từ lúc lớn lên học hành, ông lại gắn bó đặc biệt với Bình Định. Chính vì vậy, trong tuyển tập thơ văn chọn lọc in năm 1992, Chí Lan Viên đã viết: "Quê cha mẹ tôi ở ngoài Quảng Trị. Cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong gió Lào và hoa sắn Bình Trị Thiên. Ký ức tôi ngược thời gian thì nó vẫn đi về qua lại thường xuyên giữa các đồi sim mua Quảng Trị và góc thành Bình Định này. Ngỡ như tính cách, tâm hồn và bút pháp thơ tôi đều bắt nguồn từ hai nơi ấy. Tôi làm thơ lúc 12-13 tuổi ở huyện Lỵ An Nhơn, lủi thủi làm và cũng không ý thức đó là thơ. Ký những cái tên chỉ địa danh ngoài Quảng Trị, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai. Chí Lan Viên đã từng vào Sài Gòn làm báo rồi ra Thanh Hóa dạy học. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông tham gia phong trào Việt Minh tại Quy Nhơn rồi ra Huế tham gia đoàn xây dựng cùng với Hoài Thanh, Lưu Trọng Lư, Đào Duy Anh. Thời kỳ này, Chí Lan Viên viết bài và làm biên tập cho các báo Quyết Thắng, Cứu Quốc, Kháng Chiến. Phong cách thơ của ông giai đoạn này cũng chuyển dần về trường phái hiện thực. Tháng 7 năm 1949, trong chiến dịch Tà Cơn, đường 9 Quảng Trị, Chí Lan Viên vinh dự gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Có phải quê hương gọi ta về đấy nhỉ? Dặn dò ta, khuyên nhủ ta thêm. Trong buổi đầu ta theo Đảng đi lên, ngày vào Đảng đất trời như đổi khác. Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt, đá sỏi cay cằn, sao bỗng thấy thiêng liêng. Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn, bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết. Tôi cúi đầu nghe, giặt xỉu tha thiết. Cây cỏ trời mây, kẻ mất, người còn, trong mơ hồ, trong tiếng của quê hương. Kết nạp Đảng trên quê mẹ. Năm 1954, Chí Lan Viên tập kết ra Bắc làm biên tập viên báo Văn Học. Từ năm 1956 đến năm 1958, ông công tác ở phòng văn nghệ, ban tuyên huấn trung ương và đến cuối năm 1958 trở lại làm biên tập tuần báo Văn Học, sau này là báo Văn Nghệ. Từ năm 1963, ông là ủy viên thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên ban thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 4, 5 và 6, ủy viên ban văn hóa giáo dục của Quốc hội. Sau năm 1975, ông vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 19 tháng 6 năm 1989, tức ngày 16 tháng 5 năm Kỷ Tỵ, tại Bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Con đường thơ của Chí Lan Viên trải qua nhiều biến động, nhiều bước ngoặt với những trăn trở tìm tòi không ngừng của nhà thơ, thậm chí có một thời gian dài im lặng từ năm 1945 đến năm 1958. Trước cách mạng tháng 8, thơ Chí Lan Viên là một thế giới đúng nghĩa trường thơ loạn. Tập thơ Điêu Tàn viết lúc ông mới 17 tuổi, đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa, xương máu cùng yêu ma. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam, ở nửa thế kỷ 20, nó đứng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi bí mật. Chí Lan Viên, Điêu Tàn, tác phẩm và dư luận. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Thịt bại rồi, nhãn quan đà là mệt, thú điên cuồng ao ước vẫn khôn ngăn. Tạo lập. Những xúc động của tâm hồn ở Chí Lan Viên đã xúi dục thi sĩ viết nên những tiếng than rền rỉ có thể vang động ngay đến lòng ta khi đọc nó. Những tháp chàm điêu tàn là một nguồn cảm hứng lớn đáng chú ý của Chí Lan Viên.
qua những phế tích đổ nát và không kém phần kinh dị trong thơ ông, ta thấy ẩn hiện hình bóng của một vương quốc hùng mạnh thời vàng son, cùng với nỗi niềm hoài cổ luôn đau đáu trong tâm hồn nhà thơ. Sau cách mạng tháng 8, thơ ông đã đến với cuộc sống nhân dân và đất nước, thấm nhuần ánh sáng của cách mạng và có những thay đổi rõ rệt. Có thể nói rằng Chế Lan Viên đã đi từ phù du đến ánh sáng và phù sa, từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui. Thời kỳ tham gia kháng chiến chống Pháp, dấu chân của ông in đậm suốt cả vùng từ Thanh Nghệ Tĩnh đến Bình Trị Thiên, nhất là quê mẹ Quảng Trị. Vùng quê nghèo khổ, lam lũ, bời bời gió Lào và cát trắng, hình ảnh mẹ tảo tần khuya sớm với đá sỏi cây cằn luôn luôn trở về trong tâm trí nhà thơ. Gió Lào ơi, người đừng thổi nữa, những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ, những đồi sim không đủ quả nuôi người. Cuộc sống gian lao ít tiếng nói cười, chỉ tiếng gió mù trời chen tiếng súng. Kết nạp đảng trên quê mẹ. Trong thời kỳ 1960 đến 1975, thơ Chế Lan Viên vươn tới khuynh hướng sử thi hào hùng, đậm chất chính luận, tính thời sự với những vần thơ hân hoan thúc giục. Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc, khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tiếng hát con tàu. Sau năm 1975, thơ Chế Lan Viên dần trở về đời sống thế sự và những trăn trở của cái tôi trong sự phức tạp, đa diện và vĩnh hằng của đời sống. Phong cách thơ Chế Lan Viên rõ nét, độc đáo, nổi bật nhất là chất suy tưởng triết lý mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của hình ảnh thơ được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa. Khi nói đến cuộc đời, sự nghiệp thơ Chế Lan Viên, không nhắc đến những bài thơ ông viết về Bác Hồ là một thiếu sót lớn. Ngoài hai bài thơ rất quen thuộc là Người đi tìm hình của nước và Người thay đổi đời tôi, nhà thơ Chế Lan Viên còn có một loạt bài viết từ năm 1954 đến 1976 in trong tập Hoa trước lăng người. Những bài viết của Chế Lan Viên về Bác hay ở sự sâu sắc, ở những phát hiện tài tình về sự giản dị, vĩ đại trong tư tưởng tâm hồn Bác. Bác lãnh đạo cách mạng thành công, làm sống dậy những tinh hoa của văn hóa dân tộc. Hình ảnh Bác Hồ trong thơ Chế Lan Viên trước hết là một người yêu nước hết mình, người chưa bao giờ quên nghĩ về vận mệnh đất nước, dân tộc, kể cả trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà. Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngóng một nhành hoa. Đọc những vần thơ ấy, mỗi người dân Việt lại rưng rưng nước mắt vì thương Bác, người đã hy sinh tất cả cho độc lập, tự do của dân tộc. Người không chỉ vĩ đại trong những điều lớn lao mà còn vĩ đại ngay cả trong những điều bình thường nhất. Chúng ta nghẹn ngào xúc động khi đọc những dòng thơ Chế Lan Viên đặc tả niềm hạnh phúc vô bờ của Bác khi bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin, cũng là tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi áp bức, nô lệ. Luận cương đến với Bác Hồ và người đã khóc, lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin. Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp, tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin, Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi. Hình của đảng lồng trong hình của nước, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Người đi tìm hình của nước. Với Bác, nhà thơ luôn thể hiện một tình yêu thiết tha bởi Bác vĩ đại nhưng rất gần gũi. Ôi giữa lòng ta, Bác đến tự hồi nào, Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc. Một buổi sáng nhìn lòng ta, ta thấy Bác, nước mắt giàn ta cảm hết ơn sâu. Ngày Bác mất, nhà thơ nhận ra trong dòng nước mắt nhân dân ta, khóc Bác một sức mạnh đã kết tinh.
Tổ quốc khóc người cha, ấy là Việt Nam, ấy là sức mạnh, tiếng khóc lọc hồn ta như lửa chói người. Mình nhận ra ta, ta nhận ra người, cả dân tộc tìm ra mình qua tiếng khóc. Thơ viết về Bác Hồ của Chí Lan Viên là những bài thơ chân thực, sâu sắc và có tầm tư tưởng cao. Trong thơ ông, Bác như bông hoa sen thơm ngát, như cây xanh tỏa bóng mát cho đời, như niềm tin và sức mạnh của cả dân tộc. Người ra đi, nhưng tình cảm, tư tưởng của người vẫn còn mãi. Bác vĩnh cửu muôn đời không thể mất, người ở trong lăng và người ở ngoài lăng. Trong lăng và ở bên ngoài. Thơ Chí Lan Viên thiên về triết lý nên khó nhớ, nhưng có thể nói đó là những vần thơ dạt dào cảm xúc và sáng tạo. Đọc những dòng thơ triết lý của ông, ta tìm thấy ở đó một tấm lòng thiết tha yêu cuộc đời. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn, tiếng hát con tàu. Đặc biệt, khi nói về vai trò quan trọng quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc, không ai có thể nói hay hơn Chí Lan Viên. Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất, sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai, thế đi đứng của toàn dân tộc, một cách vinh hoa cho 25 triệu con người. Người đi tìm hình của nước. Có một câu chuyện tình về nhà thơ Chí Lan Viên mà chị nghe được như thế này các em ạ. Vào khoảng những năm 1936-1937, những cụ già bên thành cổ Đồ Bàn còn nhớ, hàng ngày vẫn thấy một cậu bé mang khuôn mặt u buồn, thơ thẩn quanh nền thành cổ. Họ đâu ngờ rằng cậu bé ấy rồi một đây sẽ trở thành cây đại thụ của thơ ca Việt Nam. Nhà thơ Yến Lan, một bạn thơ của Chí Lan Viên trong nhóm thơ Bình Định, kể lại mối tình đầu chớm nở không thể nguôi quên của thi sĩ mang họ Người Chàm. Đó là mối tình với người con gái mang tên Ngọc Anh. Người đọc thơ ông ít có người để ý đến bài A và H. A là Anh, còn H là Hoan, tên thật của Chí Lan Viên. Ngọc Anh là con nhà dòng dõi trong Manh Thế Việt. Nhà bà Ngọc Anh vốn ở Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Chí Lan Viên ở An Nhơn, xưa là thành Đồ Bàn, sau Nguyễn Nhạc tiếp quản, gọi là thành Hoàng Đế. Diêu Trì cách An Nhơn không xa, cho nên Chí Lan Viên thường hay lui tới nhà Ngọc Anh. Mối tình đầu của Chí Lan Viên lúc ấy yêu với Chí Lan Viên nghĩa là si mê, nhưng nhà thơ thì vẫn xem người mình yêu như một thần tượng để được tôn thờ muôn thuở. Mãi cho đến năm 1987, Chí Lan Viên có nhắc đến tên bà. Nhà thơ Yến Lan bình luận, Ngọc Anh của Chí là tên một loài hoa, lại là tên của người yêu, tình yêu mới chớm, yêu thầm lặng, chỉ riêng mình biết, nên mãi mãi giấu kín, để rồi đêm đêm lại chiêm bao, cúi đầu trên gối lại thấy hình bóng người yêu. Hay cũng có thể nói là mối tình đầu tha thiết và kín đáo, thì mỗi khi nằm ngủ mới thoạt thấy hình ảnh người yêu từ cõi lòng e ấp. Mối tình này ít người biết tới, ngay cả đến Ngọc Anh cũng chưa bao giờ được Chí ngỏ ý. Chí Lan Viên là một tháp Bayon bốn mặt, như cách nói của ông. Bên cạnh một thế mạnh, một giọng riêng về những bài bình luận, mà thường là bình luận nhạy bén và sắc sảo, ông còn có nhiều bài thơ tình hay, để lại ấn tượng khá sâu đậm nơi người đọc. Có không ít bài thơ tình ngắn gọn, cảm xúc tinh khôi, cô đọng và xinh xắn như một đóa hoa hồng trong buổi sáng mùa xuân. Đây là nét riêng của Chí Lan Viên. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu những nét nổi bật về nhà thơ Chí Lan Viên rồi đấy. Cảm ơn các bạn nhỏ đã lắng nghe phần audio của Học Văn Chị Hiên. Đừng quên like và theo dõi kênh Facebook, fanpage cũng như YouTube của chị, để chị có động lực làm thật nhiều những phần audio hay như thế này nữa nhé. Tạm biệt và cảm ơn tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những phần audio tiếp theo.